Các bạn có tin rằng một cô gái với hoàn cảnh không mấy khá giả, thậm chí còn không biết chữ đã khiến cho nhiều KOL, người nổi tiếng thường hay khoe mẽ phông bạt phải đỏ mặt xấu hổ với việc làm của mình hay không? Câu chuyện tưởng chừng như đùa nhưng có thật khiến nhiều người cực kỳ xúc động. Đó là câu chuyện của một cô gái miền Tây chất phác, quê Chợ Mới, An Giang, sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, không được đi học và cũng không biết chữ. Cuộc sống của cô xoay quanh những công việc đơn giản, ai kêu gì làm nấy để kiếm sống qua ngày. Thế nhưng điều đặc biệt ở cô gái không nằm ở trình độ học vấn hay tài sản, mà ở tấm lòng rộng lớn và sự đồng cảm sâu sắc với những con người cô chưa từng gặp mặt, nhưng lại mang nặng hai tiếng đồng bào. Vào một buổi sáng, cô cùng mẹ thức dậy từ sớm, gom hết số tiền tiết kiệm của hai mẹ con, đón xe qua nhiều chặng đường để đến với nơi quyên góp. Dù gia đình còn khó khăn, cuộc sống bấp bênh, nhưng cô gái vẫn quyết định gửi tặng 50 triệu đồng, cả một số tiền không nhỏ với gia đình cô. Khi được hỏi tại sao lại sẵn sàng cho đi nhiều như vậy trong khi bản thân vẫn còn thiếu thốn, cô chỉ rưng rưng nước mắt và nói, thấy bà con ngoài khổ hơn mình ở trong đây không bị lũ đã là may mắn lắm rồi. Cô kể rằng những đêm qua mỗi lần coi tivi, thấy cảnh bão lũ tàn phá, lòng cô không khỏi quặn thắt, không ngủ được vì nghĩ đến những người xa lạ nhưng lại chính là đồng bào của mình đang phải chịu khổ cực. Chính sự đồng cảm ấy đã thôi thúc cô vượt qua mọi khó khăn của bản thân để giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt. Trong giây phút ấy, tình người và sự chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ, không cần đến sự giàu có hay học vấn, chỉ cần một trái tim đầy yêu thương. Đây không phải là tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đã làm kim chỉ nam, xuyên suốt cho nhân dân ta hàng thế kỷ qua hay sao? Tình đồng bào nghĩa đồng bào dù ở phương trời nào đi chăng nữa, vẫn luôn mãi thiêng liêng và ngời sáng. Tình đồng bào ấy chính là thứ gắn kết, là sợi dây nối nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay, trước giặc ngoại xâm, rồi giặc bão lũ thiên tai. Và đây là lúc chúng ta tạm gác qua những drama quyên góp với nhiều người lợi dụng tình hình lũ lụt, sự khó khăn của đồng bào để trục lợi, đánh bóng hình ảnh một cách bất chấp. Họ chắc chắn sẽ phải rất xấu hổ khi nghe được những điều này về mẹ con cô gái miền Tây kể trên và còn nhiều tấm gương đáng quý khác. Trong những ngày mà sao kê chiếu hạn nhiều người thì trên mạng xã hội lại lan truyền dòng trạng thái chia sẻ về việc ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Bắc của nhóm Sơn Trình, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Kèm theo đó là hình ảnh chụp danh sách ủng hộ và cảnh lũ lụt lịch sử từng xảy ra tại địa phương này vào năm 2020. Danh sách ủng hộ cho thấy xóm này có hơn 90 hộ và hầu hết đều ủng hộ 500.000 đồng trở lên, không ít người ủng hộ 1 triệu đồng và còn nhiều hơn thế. Và vào sáng ngày 14 tháng 9, trao đổi với phóng viên của Dân Trí, ông Nguyễn Văn Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lâm Hương, xác nhận thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật. Thế nhưng có lẽ các bạn đã có thể nghĩ đây là ngôi làng của toàn những đại gia hay một làng nghề truyền thống lâu đời. Tất cả đã nhầm rồi, bởi theo ông Ninh, Sơn Trình là nhóm nghèo nhất xã, kinh tế chỉ chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Cuộc sống của họ chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng việc ủng hộ đồng bào với số tiền không nhỏ kể trên lại chẳng phải để khoe mẽ, phông bạt, mà đây là cách mà người dân nơi đây đền ơn đáp nghĩa. Do vị trí địa lý thấp trũng nằm ven sông Ngàn Mỏ nên thường hứng chịu thiên tai và lũ lụt. Đặc biệt năm 2020, thôn này hứng chịu thiệt hại do lũ lụt gây ra nặng nề nhất. Thời điểm đó, bà con nhận được nhiều tình cảm, sự hỗ trợ của cả nước. Trong ngày bão lũ, họ được nhận cứu trợ xuồng, thuyền để đi lại và thức ăn, sống qua ngày. Sau ngày lũ lụt, mỗi hộ nhận bình quân 4-5 triệu đồng. Tiếp đó, thôn này được tài trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, có thể trú ẩn mùa mưa lũ. Nhờ sự cứu trợ kịp thời đó, người dân từng bước vực dậy khôi phục đời sống và sản xuất. Tình cảm ấm áp của cả nước, người dân Sơn Trình mãi không quên. Khi xã phát động ủng hộ các tỉnh, thành chịu lũ lụt ở miền Bắc, thôn Sơn Trình về họp lại để vận động. Nhiều người dân ý kiến rằng ta có được ngày hôm nay là nhờ đồng bào cả nước, trong đó có miền Bắc. Dù còn nhiều khó khăn từng chịu thiệt hại lũ lụt nhưng không lớn bằng miền Bắc hiện nay. Vì thế họ đã tự nguyện đóng góp và hầu như đều ủng hộ 500.000 đồng trở lên. Thậm chí có những cụ già một mình nhưng đem 200.000 đồng để đóng góp. Điều đó khiến chúng tôi rất cảm kích về tình đồng bào, sự tương thân tương ái, ông Ninh chia sẻ. Thậm chí theo lãnh đạo xã Tân Lâm Hương, nếu như tiếp tục kêu gọi đợt 2, người dân xóm Sơn Trình bày tỏ sẵn sàng ủng hộ tiếp. Người dân thôn này cũng sẵn sàng cử nhân lực ra miền Bắc, đóng góp sức người, giúp đồng bào vùng lũ sửa sang xây dựng lại nhà cửa, tái thiết cuộc sống. Còn trong cơn lũ dữ tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, người dân đã thể hiện tinh thần đoàn kết mạnh mẽ, mặc dù bị cô lập và chịu thiệt hại nặng nề, họ đã hỗ trợ nhau bằng những hành động thiết thực và đầy cảm động. Khi nước lũ bao vây, các bà các chị đã nhanh chóng nấu và đóng gói những suất cơm nóng hổi để gửi tới tận tay người dân trong các xã bị cô lập.
Anh Phạm Văn Trung, một cư dân xã Vinh Quang, chia sẻ: trong lúc khó khăn không có điện, không sóng điện thoại, những suất cơm từ thiện thật sự ấm lòng và xúc động. Ông Lê Hải Đường cũng ở xã Vinh Quang cảm động nói: chúng tôi cảm ơn những suất cơm từ thiện của bà con, cảm thấy đồng bào ta càng thương yêu nhau hơn trong lúc hoạn nạn. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lưu ý thì nhân dịp các hoạt động Trung thu năm 2024 vừa qua, các cấp lãnh đạo địa phương đã tăng cường giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách cho trẻ em Việt Nam và thật sự giáo dục cho những mầm non tương lai của đất nước về tinh thần, đó là điều cực kỳ quan trọng để nó còn được tiếp nối và phát huy qua ngàn đời. Nổi bật trong hàng chục nghìn trang sao kê của Mặt trận Tổ quốc là hình ảnh những em học sinh tuổi còn nhỏ nhưng lại mang trong mình tấm lòng cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết và yêu thương đồng bào giữa lúc khó khăn. Dù chưa làm ra được nhiều tiền, vẫn còn phải phụ thuộc vào gia đình, nhưng các em vẫn sẵn sàng dành những đồng tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Có em viết rằng: cháu là học sinh không có nhiều tiền nhưng vì yêu nước và yêu dân tộc nên vẫn ủng hộ cho miền Bắc qua khỏi thiên tai. Một em khác với tấm lòng chân thành gửi lời: cháu gửi một phần sức nhỏ của mình cùng Đảng, Nhà nước Việt Nam và mọi người chung tay giúp đồng bào gặp khó khăn. Những lời lẽ hồn nhiên nhưng đầy xúc động cho thấy tình thương yêu đồng bào đã ăn sâu vào trái tim các em từ khi còn nhỏ. Chính bậc phụ huynh các em là người dạy dỗ các em về lòng yêu thương, biết chia sẻ và giúp đỡ những người kém may mắn. Họ cũng thật đáng được tuyên dương bởi cách dạy con của mình. Nhờ những bài học quý giá ấy, dù còn nhỏ tuổi, các em đã hiểu được ý nghĩa của sự cho đi, của việc đồng hành cùng đồng bào trong lúc hoạn nạn. Các em chính là tấm gương sáng thể hiện giá trị đạo đức mà bố mẹ đã vun đắp qua từng ngày. Và còn rất nhiều những tấm gương cao đẹp khác nữa, đó là tấm lòng của một cụ ông năm nay đã 107 tuổi. Dù cho tuổi cao sức yếu, nhưng ông vẫn nhất quyết đóng góp 3 triệu đồng tiền lương hưu của mình vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với mong muốn đóng góp phần nhỏ để giúp đỡ đồng bào miền Bắc sau hàng đêm suy nghĩ xót xa cho đồng bào vùng lũ lụt. Hay như hình ảnh đầy cảm động của người đàn ông bán vé số, dù bị khuyết tật, gom góp cả ngày, chỉ được 200.000 đồng, cũng mang đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để gửi cho những người dân đang gặp khó khăn do lũ lụt, lá rách ít, đùm lá rách nhiều. Những tấm lòng như vậy thật đáng trân quý và cảm động biết bao. Đặc biệt thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính còn kêu gọi hỗ trợ những nơi bị thiệt hại với tinh thần có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, có của góp của, có công góp công, lá lành đùm lá rách ít, đùm lá rách nhiều. Và rồi, từ lời nói đã chuyển thành hành động. Những đợt quyên góp lớn, những chuyến xe cứu trợ đầy ắp lương thực, áo quần và nhu yếu phẩm đã được gửi đến vùng lũ. Hàng ngàn tình nguyện viên đã không quản ngại khó khăn, sẵn sàng đóng góp công sức để giúp đỡ đồng bào. Đặc biệt, nhiều tổ chức và cơ quan đã mở rộng vòng tay, nhận đỡ đầu những trẻ em mồ côi vì bão lũ, mang đến hy vọng và tương lai cho những mảnh đời bé nhỏ không may bị mất gia đình. Bão lũ đã đi qua, nhưng thiệt hại mất mát mà nó để lại vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người, nhiều địa phương. Nhưng chính sự ấm áp từ tinh thần đoàn kết dân tộc sẽ dần xóa đi những sự đau thương đó, dần giúp ổn định cuộc sống của đồng bào vùng lũ lụt.